dùng trong MVC này cơ mà. Làm trong MVC. MVC cơ mà. Không làm MVC nói chuyện gì. Rồi, tôi chữa bài này nha. Navigate. Vâng. Chào các vị đại biểu đã đến dự buổi chém gió của tôi ngày hôm nay. Tạo bảng chứ nhá. Hình như hôm trước mình bảo kiểm tra xong rồi thu tiền đâu nhỉ? Thằng Quang chắc chắn nó mất tiền rồi. Em gửi đến vui gì đâu. Mày có làm chưa? Em rồi. Mang này. Thôi đừng, em không làm được. Rồi tôi tạo bảng trước này, ID này, ID key này, auto increment này, được chưa? Xong rồi sau đấy mình sẽ có là name. Em quay rồi. Không biết. Quay. Và cha này. Email này. Password này. Mình vừa làm gì vậy trời? Sao tự nhiên nó bị out nhỉ? Quay rồi. Mày liên thuyên. ID này. Name này, Vacha. Email, Vacha. Password, Vacha Note. Avatar, Vacha Note. Rồi còn cái nữa là role đúng không? Đúng nhỉ? Để phân quyền. Nhà quê, không biết cái gì. Đây nhá, cái bảng username, user của tôi nó sẽ như này. Được chưa? Bảng user của tôi nó như này. Bây giờ tôi tiến hành là tạo ra một user mới và tôi tiến hành login bằng những cái thành phần đấy. Thì tôi sẽ làm, tôi sẽ thêm bằng tay vào. Thì tôi trước khi đấy tôi tạo ra cái password đã. PHPTester.net này. Echo ra password gạch dưới hash. Password là 123456 nhá. Password gạch dưới default. Rồi. Tôi có cái chuỗi như này là mật khẩu của tôi này. Không biết có đủ không? Rồi tôi có đủ rồi. Chuỗi như này là mật khẩu của tôi này. Sau khi đã mã hóa nó có một cái chuỗi là từ 1 cho đến một chuỗi tùm lum này tôi cũng chẳng biết nó là cái gì đâu. Đây là mật khẩu từ 1 đến 6. Thì tôi đã tạo ra email, tôi tạo ra một cái bản ghi như này. ID để chống cái name là admin. Email cũng là admin@gmail.com. Password pet cái dãy vừa rồi vào. Avatar để chống. Nó có hoại kìa. Đó, túi phun túi mù à? Không biết. Bây giờ role tôi sẽ để là 900. Được chưa? Tên nữa là member. Là member @gmail.com. Đấy, pass cũng như vậy. Pass là 500. Đây là quên cái này. Member pass 100 thôi. Dân thường. Moderator mod @gmail.com. Pass cũng như vậy. Đây là 500. Biết vì sao tôi để 100, 900, 500 không? Được không? Những cái quy định về role biết cái thứ kiểu như này này. Tức là chúng nó sẽ sắp xếp với nhau để phân quyền đúng không? Thì theo kinh nghiệm ấy, thì là cái số quyền của chúng ta nhiều khi nó cũng không phải là cứ nhất thiết phải là 1, 2, 3, 4 những cái số liền nhau. Nên để tách xa xa ra một tí để nhớ lâu sau này có một quyền ở giữa thì nhét nó vào. Được chưa? Đấy nó là cái kinh nghiệm. Chứ nếu mà các bạn để đang có quyền, ví dụ các bạn hệ thống của bạn chỉ có mỗi quyền member và quyền admin thì là đặt 1, 2 đúng không? Nhưng mà nếu sau này loại thêm thằng quản quản trị viên nữa, thằng moderator nữa thì nhấp đâu?
đúng chưa? Đó là kinh nghiệm. Xong chưa? Tạo DB chưa? Ô hay, bọn này tạo xong DB chưa? Rồi, bắt đầu làm login nhá. Thì đây, và tôi vẫn dùng cái project cũ thôi, nó không có gì đặc biệt khác, đặc biệt cả. Thì tôi vẫn dùng cái cũ và tôi sẽ tiến hành tạo ra một cái round mới. Một cái round mới của tôi tên là round Halloween $ router trở đến login. À get, chứ quên, get đường dẫn là login và đẩy vào cái controller là app, quên cái string app sược controller, app sược controller sược authenticate đi controller và đẩy vào hàm là index như này. Được chưa? Đẩy vào đây. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa con bé kia? Ngách lên khổ. Làm gì mà gõ đến mức lâu vậy nhỉ? Được chưa? Có tranh thủ trêu nhau. Cô muốn làm gì thì cô cứ dắt nó ra ngoài kia, cô làm gì làm luôn đi. Xong chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ tạo ra cái controller đã, authenticate controller này, tạo ra, tạo mới authenticate controller.php. Sau đó là trên mạng nhập. Sau đó là vào trong này namespace rồi tạo ra controller. Namespace app sược controller class authenticate controller. Từ sau nhìn đến cái nào là authenticate thì nó sẽ liên quan đến phần đăng nhập, đăng xuất. Rồi thì tạo tài khoản, à không, tạo tài khoản khác. Rồi thì quên mật khẩu. Đấy, là về phần authenticate. Và chúng ta sẽ tạo ra cái hàm là hàm index. Tạo ra cái hàm index.
Được chưa? Không nhá. Thì ở trong này tôi sẽ sinh ra một cái file view. App view auth và login.php. Nó sẽ nằm trong cái app view layout main và biến title bằng login page. Thế đó dễ mà. Tiếp đó là cao hết là. Xong chưa? Rồi bây giờ mình cần một cái file login.php nằm trong cái file là view auth đúng không? Giờ tạo thôi. View tạo thư mục này, auth. Trong cái auth này tạo ra một cái file tên là login.php. Đây, thế thôi. Giờ chạy thử. Thì đây iPhone 11.3 tải lên luôn. Rồi vào localhost sược 1710 sược L32 sược login. Đây, header footer không có cái vẹo gì đúng không? Thì tạm thời ở trong cái layout này tôi sẽ tiến hành là bỏ phần header với mấy cái này đi. Nhìn nó khiếp quá. Footer tôi cũng quăng đi luôn. Thay vào đấy thì tôi có thể là nhét cái bootstrap vào trông nó đẹp đẽ chẳng hạn. Ví dụ bây giờ tôi sẽ vào trong getbootstrap.com. Không biết tôi có sẵn cái bản này ở đây không? Hình như không có đâu. Dùng 3 hay 4 nhỉ? Thôi dùng 3 đi. Đấy nha các bạn, vào bootstrap này. Các bạn vào bootstrap này. Getbootstrap.com này. Yeah. Nhìn V4 nhé. Bấm chọn 3.3.7. Kích vào. Sau nó có phần download bootstrap này này. Kích ở đấy. Tải nó về. Xong. Giải nén. Đây là tôi có thư mục bootstrap. Các bạn copy nguyên cái thư mục bootstrap đã được giải nén nhá. Copy vứt thẳng vào trong cái thư mục public của mình á. 1710 này. 32 này. Trong này chưa có public đúng không? Tôi tạo ra một cái thư mục mới. Tên là public này. Trong này tôi pệt cái bootstrap vào. Và tôi đổi tên nó trở thành bootstrap thôi. Bootstrap không thôi cho nó dễ. Dễ viết. Đấy.
thì là ở trong này tôi sẽ có cái thư mục là public này, bootstrap này, nhét vào. Ok. Hả? À? Cái gì? Rồi ạ. Lâu quá. Đào 400 lâu quá. Hay à, được. Rồi tí mày sai đường dẫn mày dáng chịu. Còn gì nữa? Xong chưa? Lấy trang này xong chưa? Trang xong chưa? Gì? Trông vật vã vậy. Ờ, nhá. Có 5 tầng thôi được rồi. Từ buổi sau bao giờ cô đến tầng 1 này, cô gọi điện lên đây, tôi sẽ đặt phái vài thằng lên, nó kiệu cô lên đây. Để cho cô học hành cho nó đỡ vất vả. Ở trường này ở đây cũng đi thuê nhá. Không phải là cơ sở người ta ở đây đâu. Được chưa? Mấy thằng kia? Các bạn ngồi dưới có theo được không? Cho bút chát vào chưa? Hả? Nặng thế à? Wi-Fi. Cái sinh viên, cái AP2 này, iPad là sinh viên T3H, SVT Biên Hòa. Ở đây này, mạng nhanh mà. Sao? Custom round. Đấy. Có thế này thôi, thêm cái này vào. Xong chưa? Bạn ngồi dưới xong chưa? Thằng Khánh xong chưa? Này, đi muộn. Đây, thêm cái này vào cho tôi. À, ha, cũng đúng. Chẳng lẽ quan trọng. Lên mà lấy mới về. Mang USB này. Quang, du server đây. Ai chả biết. Khánh, đưa USB đây. Ờ, hôm trước USB ở thằng nào nhỉ? Đây đây. Tôi chết tôi rồi. Không phải tôi rất nhiều USB nhưng mà tôi cứ vứt dần đi rồi cuối cùng là hết, thế tôi không mua nữa. Dỗi. Cái gì? Làm sao? Chẳng hiểu mày nói gì. Sao cả nói nhiều nhá. Mày bắt đầu giống Quang rồi đấy. Nè, được rồi. Được chưa? Các con rồi. Thằng Điềm được chưa? Tải được chưa? Làm sao? Thằng kia làm sao? Layout đi này. Tôi xóa đi rồi. Rồi tiếp tục nhá, kệ các bạn. Thế này. Bây giờ tôi có một cái thẻ link Real Style Sheet đúng không? Ở trong cái layout ấy, update cái này thành public này. Sửa, không có dấu sửa ở đâu đâu nhá. Đừng nhét dấu sửa vào đầu, sửa thẳng thành public luôn. Public này sửa bootstrap này. Sửa CSS, sửa bootstrap.min.css luôn. Nhét nó vào. Ồ hay,
có mạnh như thế. Ông có tin ông phải lên đây ông giữ không? Tức là cái đường dẫn từ cái thư mục public vào trong cái file bootstrap min á, thì các bạn ném nó vào đây. Vì sao tôi viết được như này? Bởi vì cái file từ cái project MVC này này, tất cả các cái file tôi xử lý đều là từ gom hết vào trong file index.php. Được chưa? Do đó là tôi được phép viết thẳng từ bootstrap ra, bất biết là đường dẫn đằng sau nó là cái gì. Tôi chỉ đơn giản viết như này vào được. Được chưa? Tiếp tục tôi sẽ viết ra file login.php này, tôi sẽ ở trong này tôi sẽ viết là một cái form từ deep container. Trong này tôi sẽ có một cái form, có một cái form action bằng bằng login, fallback action để chống đi, method post action để chống, method post có class là con trừ md trừ 6 không thì 4 đi, cách con trừ md trừ offset trừ 4 nữa. Cái này tôi sẽ làm cho cái form căn giữa màn hình. Cái thằng kia kìm được, tôi kìm được. Sau đó chúng ta sẽ có cái thẻ div có class là form trừ group để nhóm thẻ label và thẻ input. Sau đó có label và dưới là thẻ input, input text name bằng email, placeholder là enter email chẳng hạn. Đây label cho email. Duplicate thằng này lên, nhân đôi lên. Đây là password. Một cái div nữa có class là text center button type submit login. Đây là cancel. Đấy, tạo ra cái form. Form này chắc là mình sẽ phải thêm mấy cái thẻ BR đây cho nó enter xuống.
Đầu tiên bọn này chứng tỏ là không quen làm việc bút chát. Đây thì còn lâu hơn là làm cái tự ngồi võ này. Ai bảo không đẹp cho xem nhé. Này thì không đẹp, ô lệch bố rồi. À, cái input thiếu class. Đấy, đi quên. Class form to control. May mà mình chôn đằng kia. Ô lệch quên mất. Rồi, giờ thì đẹp rồi. Được chưa? Không đẹp. Cái gì? Nó nói cái gì vậy? Zoom á? Đây à? Tôi đố ông có bà cho to lên được ấy. Cái đấy không cho to được. Lên GitHub mà lấy. Sao như lấy được chưa? Thằng kia nói nhiều thế. Xong chưa Giang, không chưa ạ? Phải không? Phải không? Ra được giao diện chưa? Chưa hả? Mang đây hả? Lâm. Chuẩn thế nào? Gõ đầu gấu cũng làm chẳng ra làm sao. Thế nào? Đây background sao lại có chấm pp rồi app controller authenticate controller. Tôi đồ rằng là cô viết sai chính tả, tên file đã sửa chưa? Tên file cũng có phải thật không? Không. Rồi tiếp theo vào đây này, đây này, không ra,
Nhào nhào. Nhào ăn xe. Còn đến nào bị lỗi nó không mang hết rồi này. Một mấy cái chữ mà họ đi gõ lại mang xong. Bài này này, nó sai đây này. Bài không có cái này. Không có gì. Làm sao có cái gì? Video exception, mày đã use video ở trong base model đâu, mày làm gì này trời? Trời ơi, thánh này. Mày có DB này không? Có. Bật chưa? Rồi. Mình đang bơi nhỉ? Phần bên được. No such host. Ôi giời ơi. Sống vì chữ em mà chết vì cái chữ em. Easy to do. Vào lúc in. Ôi giời ơi. Sai mẹ nó hết rồi. Ở đâu? Public đâu? Bootstrap này. Mày chết. Úi giời, còn chưa nhắc bootstrap vào đây cơ mà. Không nhá. Nhanh. Cần chưa? Lỗi gì? Tại cái gì mà tại? Rồi sượt sang bên phải là sượt thư mục. Còn sượt sang bên trái là sượt namespace. À, có nhầm ngược lại, xin lỗi. Sượt từ phải sang trái là thư mục. Ờ, sượt từ trái sang phải là namespace. Mình cần namespace thì mình cần cái gì? Mày có nhìn thấy cái gì đấy không? Nhìn thì chẳng nhìn. Quán lỗi tình. Còn ai nữa không? Hết chưa? Rồi nhá. Đi. Rồi đưa lên xem nào. Nhanh nhanh nào. Có mấy chữ mà lâu quá. Chưa nào. PH round. Ôi giời, ai bảo ông login.php. Đường dẫn ông định nghĩa là tôi định nghĩa ra là cái gì? Đường dẫn tôi định nghĩa ra là cái gì đây? Có PHP không? Đấy, lại lỗi tiếp. Authenticate controller. Authenticate controller. Đấy. Phải không? Cùng luôn luôn. Bá đạo thật.
Tôi bảo rồi mà, tên thư mục là tên file class thì phải giống như tên class. Cái quy định rồi. Tiếp tục nhá. Làm sao? Bá thật giờ bọn này ra lệnh cho mình. Mang đây thế nào? Mới bảo, đây. Chạy bầm đây. Xong chưa con bé kia? Xong rồi gì? Sau đấy là việc của cô, tự giải quyết lấy. Tiếp theo này, chúng ta chưa tính đến cái vấn đề là validate dữ liệu nhá. Vì đấy chúng ta tính sau. Thì khi mà làm cái này, thì khi mà submit lên ấy, chúng ta lưu ý này cái form này. Đấy. Khi mà cái form của chúng ta nó có cái action bằng rộng ấy, khi submit lên thì nó sẽ submit lên đúng cái đường dẫn hiện tại đang có trên URL. Được chưa? Và method ở đây của tôi là method post này. Do đó tôi sẽ phải để nhận được dữ liệu từ cái form này gửi lên ấy, thì tôi sẽ phải tạo ra một cái route mới. Tạo ra một cái route mới cũng tên là login nhưng mà khác nhau về cái method. Thay method get bằng method post. Controller vẫn vậy, hàm là hàm post login. Đây là hàm để xử lý cho cái submit của cái form login kia. Đường dẫn vẫn là ground, vẫn là login thôi. Controller vẫn thế, sửa lại cái hàm xử lý là post login. Được chưa? Đi lâu rồi, control shift D phát là xong mà. Xong. Tiếp nhá. Xong mở cái authenticate controller ra tạo ra một cái function mới là function post login. Ở đây chúng ta nhận cái biến user biến email bằng $ gạch dưới post của cái login của cái email. Duplicate lên là chúng ta sẽ có thêm là password nữa. Round đổ vào trong hàm post login. Được chưa? Rồi, bây giờ mình thử va năm xem nó có ra không. Và đăng ra cái email và cái password nha. Thử xem có nhận được không. Test nha. Từ đây là admin@gmail.com này. Phát là 123456 này. Lên rồi đúng không? Như này là nhận được, đăng được dữ liệu của nó ra là chúng ta làm đúng rồi. Đó. Đăng được cái dữ liệu ra ngoài là đỉnh. Ông nhận ra chưa? Rồi, tiếp theo đến phần đăng nhập này. Bây giờ chúng ta mới tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì ở trong cái phần model ấy, model này rồi, tôi tạo ra thêm một cái file mới tên là user.php. Thì trong này tôi cũng code namespace các thứ kiểu namespace là app sược model. Và có class là
user extend base model, thì để trước khi extend tôi phải use cái base model vào đã. Use cái base model vào đây, bởi vì hai thằng này cùng chung namespace cho nên là không cần thiết phải app sược model gì cả. Sau đó extend cái base model. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra cái hàm hàm đầu tiên là hàm login đi. Hàm auth. Hàm auth authenticate. Nhận là email và password. Nhận bằng ngày thứ. Không thì static function đi. Public static function authenticate email password. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có một cái biến là db bằng new static. New static tức là new chính cái đối tượng user này. Sau đó là có một câu SQL bằng select sound from bảng user where email bằng. Where email bằng đô la email, tức là cái giá trị email truyền vào. Sau đó lấy ra cái bản ghi này thì chúng ta phải thực hiện các câu là db trỏ đến set query và câu SQL. Ô, tôi chết rồi, nhầm, xin lỗi các bạn, tôi nhầm cách lấy. Đây phải như này. Where. Xin lỗi các bạn, chút tôi bị sai. Như này thôi. Tôi sẽ có new static này. Sau đó tôi sẽ có cái biến user bằng. Như này quên. Khổ lắm rồi. Dạy nhiều trường phái MVC có bị quên. User bằng user 2.2. Nó cần phải như này không nhỉ? Ok, xin lỗi các bạn chút nhé. Tôi sẽ sửa lại cách dễ hơn. Như này đỡ cho nó đỡ lằng nhằng. Tôi sẽ có... Các bạn vẫn phải tạo ra cái lớp user nhá. Nhưng các bạn sửa cho tôi cái này thành public table, public dollar table bằng cái tên bảng, bảng user. Thêm cái này vào cho tôi. Public dollar table bằng user. Tức là để setup là cái class user này này là nó đại diện cho cái bảng nào trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Tiếp theo ở Authenticate Controller. Ở Authenticate Controller chúng ta sẽ tiến hành use cái app sược model sược user. App sược model sược user. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ lấy ra cái thằng user bằng user 2.2.where. Trong này một mạng thì phải. Đầu tiên là email. Tiếp theo là giá trị so sánh là bằng dấu bằng. Và cuối cùng là phép so sánh là bằng và cuối cùng là giá trị, là so sánh giá trị của email nhận được. Và lấy ra first hay là get nhỉ? Để xem lại. On where file delete get. Lấy get đi. Có cái hàm get. Sau đó chúng ta va đâm ra cái thằng user.
không nhỉ? Cái mũi này vào thôi. Extend base model. Sau đó là có cái public table bằng user. Sau đó ở post controller thì viết như này, nhận tham số để nhận giá trị từ form này. Sau đó lấy user ra bằng cái base model thì user 2.a.where dạng một trong cái mạng. Đầu tiên là tên cột này, phép so sánh này và giá trị so sánh này. Sau đó VADAM ra. Get xong VADAM ra. Thử nhá. Ra ngoài này các bạn F5 thôi. F5 lại. Ôi giời ơi, class base model not found. User dòng 7, ô 7. Sao lại phải app nữa nhỉ? App sược model, sược base model. Rồi, các bạn sửa lại cái U cho tôi nhá. Ở trong user model ấy thì chúng ta use là app model sược base model. App model base model. Không nhỉ? Đây, output đúng rồi như này. Nó sẽ ra một cái mảng nhá. Lưu ý này, nó giả rồi chúng ta một cái mảng này. Phần tử đầu tiên là một cái object thuộc lớp user, bao gồm cái thông số là ID là 1 này, name bằng admin, email bằng admin@gmail, password là cái đoạn tùm lum này. Avatar null, role 900, connection object video. Ra chưa? Đúng không? Mang đây coi nào. Có thể DB không sai. Mảng rỗng à? Mảng rỗng thì không lấy DB rồi. Do cái DB của ông đã có cái tài khoản admin cơ. Thế thì lấy đâu làm ra được? Lấy đâu mà có được? Tôi bảo tạo mảng bây giờ. Xài bét hết từ đầu. Đi lấy USB này. Nói thì có nghe cái gì đâu. Tôi đã export sẵn cái DB ra rồi. Mà để mặc định từ kia. Ơ? Đây. Sao lại ra array rỗng nhỉ? Ra cái gì luôn. Cái này như chung hỏng que.
Còn ai nữa không? Bung ra cái tập tùng lum như này mới đúng này. Còn ai bị lỗi không? Hả? Mày này. Mày này lỗi từ hôm qua này. Ông này lỗi giống thằng này. Nghi lắm. Các từng router à? Ôi rồi, chờ tí nhá. Nha. Mấy thằng qua là một là nó bị cái DB. Tên bảng bảng user S, bảng này user đúng không? Cho cái DB của bạn kết nối phải đúng bảng chưa? Các bạn cũng muôn đời không bao giờ khá được. Bởi vì các bạn không nghe lời. Thế thì sao tôi gọi nghe lời đây? Tôi nói bao nhiêu lần rồi là tên class thì phải giống với tên file. Không bao giờ được sai cái này. Nói bao nhiêu lần rồi không bao giờ chịu sửa. Đây. Cũng sai giống hết nhau. Bảng của bạn có nghe tôi đâu? Bảng của bạn là user không biết gì. Trong khi đó ở cái model, model bạn đặt là user SC. Không quan tâm. Kéo gì kéo thì phải hiểu mình cần phải sửa đâu. Sửa chỗ nào. Nè. Vẫn rộng. Chúng ta cũng cần để mình sai cơ. Bạn còn không thèm lỗi của bạn là bạn không thèm gõ cái này vào đúng không? Bạn có bậy lạ cái gì vào đúng không? Thế làm sao mà ra được? Mang về cái password này cũng phải sửa. Không là tí nữa lại ngồi lại chạy lên đây lần nữa rồi xem. Còn ai nữa không? Bê lên đây. Nghe cơn nó còn lao. Boss. Cái này trước. Cái này nhé. Quên không quay, bật lên rồi không quay. Cái này nó là của cái thư viện Round, cái app Round này. Cái thư viện hôm trước nữa ở lớp ấy. Thì cái này nó quy định các cái đường dẫn cho mình. Được chưa? Quy định các cái đường dẫn này. Cái này sai. Đây này, nó quy định và nếu có đường dẫn là sửa login thì vào request, vào get thì nó chạy vào trong cái controller này và sửa cái file này. Đây từ của đây cái này em cho xin đề đọc cái phiên dòng đây và cái method dòng post mình viết như này. Đây là cái method dòng post cho đường dẫn sửa lobby thì nó vào trong app của chúng nó sẽ kết mà làm post lobby. Đấy, nó quy định thế thôi. Là khi đường dẫn của mình là post, dòng post này thì chúng ta sửa lobby, method dòng post sẽ sử dụng trong cái hàm này nằm trong con chua này. Chịu chưa? Sửa lỗi rồi mà, xong rồi mà.
Áp Moro, Moro, chú S xỉu từ đâu? Đây này, bảng của bạn là bảng user S mà, đâu có DV không? Cái gì? Không dùng phần mềm gì à? Máy S đúng của bạn à? Hai cái router cùng method cùng đường dẫn xem là có cái nào bị trùng không. Hai cái router cùng method cùng đường dẫn cùng đường dẫn cùng cái gì để bạn hỏi đã làm gì này trời sao lại student nhỉ? Đây tao DB này à? Em sửa đâu sửa hả? Không sửa đâu gì mà bớt đấy gì đây đang làm ứng dụng đăng nhập mà này lấy đâu lấy cái cơ sở nào để nó đi làm vâng chúng ta cứ làm sao nào lưu ý này cái video thực chất nó là cái công cụ để tôi hỗ trợ các bạn trong việc học thôi. Tôi cũng rất xin lỗi các bạn là do tôi trước tôi sơ ý, tôi quên không quay được, không biết bật lên rồi nhưng quên không quay. Nhưng mà cái đấy không phải là nghĩa vụ của tôi nha. Đó. Cái nào? Cái nào? Okay.
Viết thiếu chữ L. Bạn chụp phát bây giờ chứ phần này tôi không biết đâu. Admin à, cậu gửi mail thì biết mà em biết đâu. Sao lại thế? Thôi không? Xong chưa, ra đến đây chưa? Còn đứa nào không? Mỗi ông một phách của này cũng sửa đến chết mất. Để cho tụi làm có làm được đâu. Nào các bạn tập trung này. Một vấn đề chúng ta cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng cực kỳ luôn đấy. Không phải vấn đề chúng ta làm đúng. Không phải là có nghĩa là chúng ta làm chúng ta chỉ chú ý đến các bước thôi.
Nhưng mà chúng ta còn quá non để tự custom những cái ví dụ như kiểu tên DB này, tên bảng này, tên class này, tên file này. Chúng ta toàn sai ở những cái lỗi như vậy thôi. Và chúng ta không hề nghe tôi nhắc bất kỳ một cái gì cả. Ông nào bà nào cũng thích mình tự làm được một cái gì đấy, nhưng mà vấn đề của chúng ta rất lớn. Đó là về bản chất. Các cái bước ấy, chúng ta còn chưa hiểu nó là làm về cái gì. Nhưng mà chúng ta đã tự ý đổi tên file này. Có thể là sai, tôi cũng không để ý lắm. Có thể chúng ta viết sai chính tả, hoặc là chúng ta thiếu một bước nào đấy, thì đồng ý. Nhưng mà các bạn lưu ý này, nếu mà tiếp tục như này thì chúng ta học sẽ rất chậm. Bởi vì đến bây giờ, nếu hôm nay đến bây giờ là 7:30 là chúng ta đã có 1:10 chỉ để làm cái việc là tạo ra một cái form và gửi cái dữ liệu từ cái form lên, lấy dữ liệu từ cái email ra ngoài để hiển thị thôi, mà nó đã như thế này rồi. Thì liệu cả buổi ngày hôm nay liệu có xong được cái phần login hay không thì cái đấy chưa biết, được chưa? Cái đấy chưa biết đâu. Và nếu mà chúng ta tiếp tục chậm như này thì nó sẽ kéo theo cái hệ quả rất là lớn, đó là chúng ta sẽ bị chậm luôn cả phần Laravel. Nói thật đấy, chậm thật đấy. Bởi vì tôi mong muốn là ít nhất một lớp phải học được khoảng 13 buổi về Laravel thì lớp đấy mới đảm bảo được cái việc là các bạn hiểu về những cái cơ bản trong đấy để chúng ta đi làm được. Chứ còn cứ chậm như này là không được đâu nhá. 13 buổi để hôm sau tôi kiếm cái loa nữa. Nhá. Thứ nhất, các bạn tuân thủ cho tôi cái điều như này. Tôi chỉ nhắc lại một lần nữa thôi. Chứ các bạn sai rất là nhiều, những cái lỗi nó giống nhau. Cô này, tên class thì nó bằng với tên file chứa. Giống ở đây là giống tuyệt đối nhá, chỉ khác nhau thêm cái đuôi là chấm .php thôi. Được chưa? Đảm bảo nó giống tuyệt đối, thậm chí là có thể là copy tên file các bạn tạo ra pet và tên class cũng chấp nhận. Được chưa? Cái điều này là điều cơ bản tôi đã nhắc cho các bạn từ hôm tôi dạy namespace rồi. Hôm nay vẫn sai. Được chưa? Cái điều này là cái điều tối cơ bản các bạn phải tuân thủ. Đây là một. Cái thứ hai, đảm bảo tôi việc tên bảng ấy thì nó có là số nhiều. Nếu các bạn không biết viết số nhiều, các bạn có thể lên trên Google hỏi search hoặc là hỏi, không ai cấm cả. Và ngoài ra cái tên bảng các bạn tạo trong cơ sở dữ liệu ấy, tôi không cấm cái việc các bạn copy cái tên bảng đó các bạn paste vào trong cái phần dollar table này. Đây cái phần này sai cực kỳ nhiều đấy, khoảng 4-5 đứa lên thì 3 đứa sai đúng không? Nói thật là 3 đứa sai giống nhỉ. Tôi thủ có 2 cái điều này. Ngoài ra nữa là nếu mà muốn sửa đổi cái thứ 3 nhé, đó là nếu trong trường hợp chúng ta muốn custom những cái gì đấy, chúng ta cảm thấy mình tự tin ấy, thì cái việc đấy là về nhà custom. Về nhà custom, tôi không cấm các bạn cái việc các bạn tự mở rộng cái app và những cái hiểu biết của mình. Nhưng mà các bạn ở trên lớp, các bạn phải đảm bảo cái kiến thức trên lớp đã. Còn muốn mở rộng, muốn làm cái gì, về nhà làm. Tôi luôn luôn online để hỗ trợ các bạn nhá, chứ không phải là ngồi trên lớp làm linh tinh rồi không đảm bảo được cái kiến thức ấy. Về nhà các bạn sẽ thấy nó rất là phí và nó làm chậm tiến độ của lớp lên, thế là chết. Được chưa? Đảm bảo tôi 3 cái điều này. Còn tôi không ngăn cấm các bạn gì, các bạn việc chép hoặc là copy code của tôi ở trên GitHub cả. Nếu mà thấy cảm thấy mình chậm quá, lên thẳng trên bảo thầy commit lên code lên, rồi thì lên chạy lên trên đấy mà lấy code về cũng được. Nhưng mà tôi khuyên là không nên nhiều như vậy, bởi vì trong quá trình học này, ngoài những kiến thức ra thì cái kỹ năng các bạn được rèn luyện nó rất là quan trọng. Tôi nói thật đấy, không có kỹ năng các bạn chẳng làm ăn được cái gì cả. Vì sao mà lương người ta cao? Vì cái tốc độ code của người ta gấp 3 lần mình. Thật đấy.
như tốc độ tôi cốt các bạn ngồi cả ngày chứ chắc là ngồi bằng tôi ngồi tôi gõ khoảng 2 tiếng. Thật. Tiếp tục này. Chúng ta đã lấy được dữ liệu ra rồi nhá. Ở trong cái file cái hàm post login này. Tôi đã lấy được dữ liệu ra rồi dựa vào cái email. Tôi đã chọc vào tôi lấy được dữ liệu ra rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đang lấy ra dữ liệu dạng gì? Mạng. Cái này nó hơi dở hơi. Đúng chưa? Cái mục đích của tôi ở đây, tôi chỉ muốn lấy ra một cái đối tượng thôi. Nếu có thì lấy đối tượng, không có trả phải luôn cũng được. Chẳng vấn đề gì cả. Tôi chỉ muốn lấy đối tượng ra để lấy đối tượng xử lý cho nó dễ, nó bớt của tôi đi một bước. Ví dụ như nếu mà đúng ấy, để lấy ra một đối tượng thì tôi lại phải như này. Đây là model bằng đô la user ở phần tử số 0. Đây, nó như thế này thì mới đúng này. Nó trả thẳng của object. Đúng chưa? Như vậy thì tôi muốn bớt đi cái bước này, bởi vì sau này còn có rất là nhiều những cái dữ liệu tôi chỉ muốn lấy ra một bản ghi thôi và tôi muốn chuyển nó thành object. Thì như vậy tôi không làm kiểu này được. Chỗ nào mà tôi cũng phải thêm một dòng là tôi khó chịu. Đúng không? Cho nên chúng ta sẽ phải cải tiến cái base model của mình đi. Để tôi xem nó có cái hàm first chưa? Chưa có. Thì tôi sẽ tạo thêm một cái hàm ở đây là hàm function. Các bạn mở cái base model ra tạo cho tôi cái function là hàm first. First là đầu tiên ấy. Được chưa? Thì chúng ta có cái $list bằng $this trỏ đến get. Sau đó chúng ta if cái count của cái list này mà nó trong trường hợp nó lớn hơn 0, tức là cái tập dữ liệu trả về nó lớn hơn 0 ấy, thì tôi tiến hành return cái $list ở phần tử số 0. Còn else thì tôi return, tiến hành return cái null. Không sao cả. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử lại này. Xong chưa? Xong hết chưa? Được chưa? Tiếp theo này, bây giờ chúng ta mở cái này ra, chúng ta tiến hành là thay cái get này bằng cái first. Chỉ đơn giản là thay cái get bằng cái first thôi. Và chúng ta va đâm ra cái user như bình thường. Được chưa? Xếp xuống này, chạy. Thấy do object không? Đây này. Nó ra thẳng do object luôn, chứ nó không còn là mảng nữa. Thì cái hàm first này để phục vụ cho tôi cái mục đích là tôi lấy ra cái phần tử tôi gặp đầu tiên thỏa mãn cái điều kiện của câu câu where là xong. Đấy. Và nếu mà muốn lấy ra phần tử cuối cùng thì làm nào? Làm nào? Hả? Không biết luôn. Cái gì? Nếu đây cái hàm where này. Cái hàm where này nó là giúp tôi build ra cái câu lệnh là select sound from tên bảng where cái điều kiện một đây, where cái điều kiện một ở phần tử không bằng hay là cái đây là phép so sánh như bằng hình hạng ở cái bằng với cái giá trị ở arr ở phần tử số 2 như này. Đây là giúp tôi build ra cái câu lệnh where này. Nếu nó trả ra bao nhiêu kết quả thì tôi sẽ lấy ra kết quả đầu tiên. Đó là một dòng đầu tiên. Nếu bây giờ tôi muốn lấy ra cái dòng cuối cùng thì làm nào? Muốn lấy ra dòng cuối cùng làm nào? Quá. Làm
cũng học lại một ngày. Còn cái nào khác không? Không ai có kết quả gì ạ. Tôi chỉ đơn giản thêm một cái order by, dụ ID chẳng hạn. Sau đó tôi lấy ra post PSC, lấy ra post thì mình được thêm mỗi này vào. Chứ có cái gì làm cao siêu đâu. Được chưa? Lấy được chưa? Sau khi lấy ra được dữ liệu á thì chúng ta phải if nhá. Đây là dựa vào cái email tôi lấy ra được dữ liệu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến kiểm tra nếu có user nhá. Có user thì chúng ta sẽ tiến hành là if có user và password gì? Làm gì? Hát gì nữa? Giờ còn hát nhảy gì nữa? Verify giữa cái dữ liệu chúng ta nhận được từ form là cái biến password và cái biến user trỏ đến password. Đây là nó sẽ giúp chúng ta compare được cái hai cái chuỗi với nhau. Nếu mà cả hai cái này tập này nó trả về chung thì tôi sẽ thực hiện cái việc là tạo session và redirect trang của tôi đi. Còn nếu mà nó không trả về cái gì hoặc là một trong hai thằng này false, tôi ngay lập tức tôi trả về cái trang login page là xong, với một cái biến nào đấy hiển thị lỗi. Thì cái này ấy, cái phần logic của phần login này, nếu mà vẽ ra flow chart, các bạn có biết cái flow chart là cái gì không? Flow chart, anh nhìn thấy bao giờ chưa? Mấy cái hình mà bước bước ấy, đây tôi nhìn kiểu begin này, trỏ đến, đây là cái màn hình đúng không? Màn hình thì như là hình bình thành, không nhớ lắm, để login page. Xong submit đi thì nó sẽ là check. Đây là cái hình quả chám. Check email. Nếu mà true, đây là true. Đây là false. True thì check tiếp. Check password. Nếu mà false thì là về đây. Còn nếu mà true thì tạo ra thì kết thúc. End. Đây logic của chúng ta như này. Từ đây một cái tiếng cái khác của các bạn. Đó đây. Ban đầu vào này thì chúng ta sẽ ngay lập tức ra được cái màn hình là login page. Màn hình login đúng không? Sau đó chúng ta khi mà submit lên ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện cái bước 1 là bước kiểm tra xem có cái email này tồn tại hay không. Đúng chưa? Bằng cái công nghệ first vừa rồi. Nếu không có thì chúng ta trả cái màn hình này. Đúng chưa? Sau khi nếu mà trong trường hợp là có email này rồi, tôi tiếp tục kiểm tra xem là cái mật khẩu tôi lấy ra từ cơ sở dữ liệu nó có giống với, nó có khớp với được cái mật khẩu tôi lấy từ form hay không. Nếu mà false, tức là cái mật khẩu, hai cái mật khẩu khác nhau thì lại đẩy ngược về đây. Còn nếu mà nó giống nhau rồi, tức là true, thì tôi sẽ kết thúc. Trong cái việc kết thúc là tôi sẽ tạo ra cái session và tôi redirect về trang chủ chẳng hạn, hay là trang quản trị chẳng hạn, ví dụ thế. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ làm cái việc phone trước nhá. Cái việc này trước này và cái việc này trước này. Được chưa? Một trong hai điều kiện này phone thôi thì nó sẽ tiến hành là làm gì? Tạo ra một cái biến là errormsg bằng wrong email hoặc password.
Sau đó là gọi đến cái hàm là this. This trỏ đến hàm login, à, trỏ đến hàm index. Thế rồi. Tận dụng lại cái hàm cũ, mình tạo ra thêm một cái biến là error message. Tí nó hiển thị nó ra ngoài ngoài cái màn hình login. Chứ còn đi đâu nữa? Mà không cần chuyển cái gì? Tức là mình không cần chuyển cái biến đi. Chuyển quái gì nữa à? Thử nhá, xem nhá. Được chưa? Rồi, tôi login sai đã. Còn khác xong chưa? Nào login lại. Đây là tôi điền bậy đến bà nhé. Nó lại về đây đúng không? Các bạn thấy này. Nó lại về đây đúng không? Bây giờ tôi hiển thị lỗi này. Thì ở ngoài cái màn hình login.php ấy, tôi sẽ có một cái thẻ deep nữa. Thôi nhét lên trên kia cũng được. Tôi sẽ có một thẻ p có cái class là text-to-danger, nhưng mà cái này text-to-danger này tôi sẽ lại php echo đấy đúng không? Nếu trong trường hợp cái biến errmsg của tôi mà có giá trị ấy thì tôi sẽ hiển thị nó luôn. Tôi không nhớ cái cú pháp nó có chính xác hay không. Xuyên rộng. Thử phát đã. Không được rồi. Đây chắc là phải làm cái trò khác. If này. Iset. Cái biến error msg. Thì tôi sẽ nhấc cái thằng thẻ p này lên trên này. Và tôi hiển thị giá trị của nó đây. Tạo gì luôn mà à, không truyền đi được đâu mà quên vậy thì copy cái này vứt xuống đó, nhưng mà xoắn hoặc là tí chúng ta truyền cái biến cái vào tôi làm lại thôi nhé không ra à. Xong ra nhỉ. Nếu tồn tại cái biến này thì hiển thị nó ra ngoài title login page view layout main. Sao được nhỉ? À, vứt bố biến đi rồi còn đâu. Error msg bằng wrong email password. Đây làm lại. Đấy. Đúng chưa? Còn nếu mà chúng ta vào bình thường vào lần đầu tiên ấy thì nó không hiển thị. Còn nếu mà submit lên rồi nó fail ấy thì nó sẽ hiển thị cái này. Để báo cho người ta là người ta đã điền sai username và password. Được chưa? Còn nếu mà thích, các bạn vẫn thích dùng cái cách lúc nãy là cái $this thì chúng ta cũng có cái custom mà đơn giản. Đây, chúng ta vẫn thích dùng cách this trỏ đến login, à trỏ đến index ạ. Nếu mà muốn dùng cách này thì chúng ta cũng dễ thôi.